Ở lại nhặt giày dép. Ở đường mấy bộ rồi. Sao không lừa nữa đi? Ở qua bên kia lừa tiếp. Hôm nay phát quà cho bà con ở thôn 2 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đó thì hôm nay phát 90 suất quà cho bà con. Bà con mới nhận quà xong, bây giờ đây đang lựa quần áo về mặc đây quý vị. Đó. À, quần áo của chúng ta thì chúng ta mặc, nếu mà nhiều người á mặc vài ba nước là bỏ rồi, nhưng mà đối với bà con ở đây á thì họ cũng không có quần áo mà mặc quý vị, cho nên là bà con thì này là chủ yếu là nhờ những cái đoàn từ thiện lên đây là cho những cái quần áo mà sử dụng rồi á, cho bà con dùng. Đóng quần áo rất là to luôn mà bà con, gồm mỗi người một ít á, về dùng quý vị ơi, nhìn rất là tội luôn. Cây này bà con rất là cần quần áo luôn rồi. Con lựa nhiều dữ vậy? Có bao chưa? Có bao bỏ chưa? Có bao bỏ chưa? Chưa hả? Chưa có bao hả? Mấy đồ này mình không lấy nữa hả? Lấy về mình lau nhà hả? Lấy về mình lau nhà cũng được. Bao hả? Gồm hết về nhà luôn. Gồm hết về nhà lựa. Này giống như tầm đang lay luôn đó. Giống như tầm đang lay luôn này. Màu hồng 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 màu
biết luôn. Áo thì tao mặc đẹp. Nay có vui không? Nay có vui không? Vui. À, chú có nói gì không? Chú nói với bà con anh em trong đoàn chú nói gì không? Đúng rồi, chú có. Dạ. Gửi lời gì không? Chú nhiêu tuổi rồi? Năm mấy hả? Năm 3, 4 hả? 54 hả? Ồ, dạ. Đi cày ở đâu về đang biết. Chơi đá banh nè. Đi chơi đá banh mà tưởng mà đi cày nè. Đó, mấy mày ta. Đẹp trai nào, đẹp trai giống ai đây? Ba đó hả? Không ngồi à? À, không ngồi. Không nói à? À. Xin lại làm tránh đi, hai đứa luôn làm như tôi dám. Còn cái quần cái mì của anh với Lương Phi đó, mà nãy luôn rồi. Cái gì anh? Còn cái quần cái mì của em đó, mà nãy luôn rồi. Ồ, vậy anh. Bằng là tối em muốn nữa.